rất là vui tại vì có sự trở lại của Thám Tử My. Mấy ơi, không có người men nè chứ. Chị ơi nè, vậy cho có cặp đôi. Mai à, dạ. Dù gì đi nữa em cũng phải hiểu là chị rất là thương em. Sự quay trở lại của em cái là sự mất mát lớn của chị. Ra là khi mà em viết cái lá thư mà em từ chức vậy, anh chị buồn lắm. Buồn là bởi vì rồi kiếm đi kiếm em về làm gì? Luôn đi, nói gì phải viết chi lá thư từ chức này nọ chứ đúng không? Thật ra thì khi mà Mai viết thư đơn từ chức thì thư ký chính là người mà buồn nhất. Chị. Cho nên là thư ký đã quyết định giao nhiệm vụ mà kẹp cổ kẹp đầu á cho Mai đi. Đúng rồi. Cho nên là để cho Mai có công mà chuộc lại cái lỗi lầm mà Mai lợp đơn từ chức mà không dám hỏi qua thư ký, có biết chưa? Thấy chưa, ở đây đó rõ ràng là ai thương cậu nhất chỉ có tớ thôi, anh em ta là một gia đình. Trời, đúng rồi. Cùng nhau đi không về một nhà. Khép đôi mi chung một cái gì vậy? Đó, nhiệm vụ kìa. Nhiệm vụ, nhiệm vụ đâu? Nhiệm vụ đi. Nói chung là tuần này là hai nhiệm vụ đều rất là hấp dẫn. Nhiệm vụ đầu tiên là của anh Thiên Vương, có nội dung như sau. Trước. Xin chào các thám tử tài ba và chị thư ký xinh đẹp, em là Phạm Minh Đức, hiện là sinh viên. Em được biết là các bạn diễn viên diễn với lửa, ví dụ nuốt lửa, thổi lửa đều sử dụng dầu hôi. Nhưng em vẫn suy nghĩ không biết các bạn ấy có thật sự sử dụng dầu hôi thật không? Hay là các bạn ấy pha thêm nguyên liệu gì nữa? Dầu gió. Và em thấy nếu sử dụng dầu hôi thì công việc nguy hiểm đến sức khỏe quá. Ngoài dầu hôi ra, chúng ta còn có thể sử dụng những nguyên liệu nào để phun lửa tốt mà dầu không ăn. Ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà anh Thương Vương, đúng, mấy cái chuyện mà quan trọng là phải ra được cái ý là không ảnh hưởng đến sức khỏe nha. Đúng rồi. Cái gì vậy? Khủng long phun lửa hả? Ủa, anh bưng thú cưng của anh đi đâu vậy? Bây giờ anh đi đâu nó phải đi đó. Trời ơi trời, đổi kiểu nuôi khủng long con. Chứ sao bây giờ, kích thước quý vị, chúng ta xem clip. Trên ngọn núi cao cao thật cao, có tôi ngồi đây với đống lửa lao sao. Ở đâu vậy? Ủa, đây là màn biểu diễn có 102. À, ổng phun luôn hả? Có luôn, ổng làm nước suối mà ổng phun như thật nè. Thấy chưa? Hôm nay trên chùa ổng chưa có luyện. Chào anh. Ủa anh làm gì vậy? Chào em. Trời, anh phun lửa. Ở đứng ngoài em thấy anh phun rồi mà sao người ta phun lửa nó bay mà anh phun nó tắt vậy? Tại anh phun bằng nước mà. Chứ giờ phun sao để cho nó linh lửa được. Bắt đầu. Thì bây giờ anh không biết rồi, cho anh đợi tới em tới đây nè. Liệu những người mà biểu diễn phun lửa bên ngoài có thực sự là họ phun bằng dầu hôi không? Em không chắc, nhưng mà nếu mà họ dám phun bằng dầu hôi em nghĩ là họ có một kỹ thuật nào đó để không bị phỏng hoặc là dùng một cái gì đó khác. Mà anh nghĩ không, mà dầu hôi nguy hiểm lắm. Anh nghĩ là người ta không phun bằng dầu hôi đâu, mà một cái gì đó. Một cái gì đó. Cái gì đó là cái gì? Mình tới một cái địa điểm đi. Ở đó mà mình có thể mình sẽ gặp được một trong những người mà họ có thể họ thổi ra lửa, những biểu diễn với lửa, thì anh nghĩ nó sẽ hay hơn. Mấy bé diễn hàng đêm á. Khi tạo ra lửa thì mình làm lính cứu hỏa trước đi ha. Ra ngoài gặp mấy bé đó nuốt rắn nữa. Thôi mất tiêu rồi. Anh thấy những cái quán như thế này á là cũng có những cái màn biểu diễn về lửa, nhưng mà riêng cái quán này á là anh thấy có một người là chuyên nghiệp biểu diễn ở đây. Ngậm đó, ngậm cái nước đó kìa. Ồ, trong quán luôn hả? Đúng không? Thấy không? Thấy không? Được à? Em thấy luôn. Trời ơi, lửa lớn. Wow, cao dữ vậy. Trời ơi, phải thổi lên đó. Chứ thổi ngang rồi vô mặt người ta rồi. Cái gì thổi lên rồi vô mặt mình sao? Quá dữ quá dữ. Kỹ thuật xéo xéo nè. Không, ngậm cái nước gì mà tại sao phun lửa lớn quá vậy? Chắc là dầu. Em xăng, xăng. Mời em vô đây. Chai này là chai xăng, dùng để đốt cho cái cây này cháy to. Cái này là chai dầu, em sử dụng để phun lửa. Nhưng mà dầu này là dầu... Dầu hỏa anh. Dầu hỏa em ơi. Dạ. Chưa. Em nói là dầu nhưng mà anh cũng không tin lắm đâu. Anh không tin. Cho anh thử. Anh có thể thử. Gần quá. Dầu không? Dầu thiệt em. Dầu thiệt trời thiệt. Sao khi mà nào ngậm được một chút xíu mà phổi cao dữ vậy ta? Dạ có chứ. Lúc mà mới đầu mình tập thì mình ngậm vô mình bắt buộc mình phải thổi ra. Cái mùi nó rất là khó chịu. Nhưng mà ngoài cái nước, ngoài cái dầu này ra thì không còn một cái nước nào khác để phun lửa được hả em?
Cái đó thì em không biết, nhưng đó giờ em chỉ sử dụng bằng dầu thôi. Còn người ta phun cách nào thì cái đó em chưa tìm hiểu nữa. Anh sẽ có một cái mà có thể giúp ích cho em hơn trong việc mà ngoài em sử dụng dầu lửa thì có thể dùng một chất khác nữa. Và anh sẽ tự mày mò thử xem. Hẹn em 30 phút sau. Có được không vậy? Chắc chắn luôn. Hẹn gặp lại em nhé. Hay là phun bằng rượu. Nhưng lúc mà mình chưa ăn alcohol gì hết. Đúng rồi, còn á. Là sao? Thôi giờ mình đi. Đi lấy nước theo thí nghiệm. Đúng rồi, cầm nước theo thí nghiệm. Mình có cách nào mà mình cũng phun ra lửa mà mình không sử dụng dầu hôi không? Rượu. Ủa? Sao trùng ý tưởng quá vậy? Bắt lửa. Phải rượu mạnh với hàng 70 độ là có thể là nướng mực. Thì rượu mạnh cỡ nào cũng không phải dầu hôi. Nhưng mà vấn đề nó bắt lửa nó không có lớn. Không có ảnh gì hết. Aceton. Nhờ vô. Anh chưa? Anh chưa ăn cho nên là nhắc tới. Sao cứ tống vô miệng? Mình là chủ đề rồi. Tém vô. Mình là chủ đề rồi. Bây giờ mình sẽ tìm một người quen tiền lắm, tiền đâu mà người ta phun. Rất là am tường, rất là am hiểu. Bao nhiêu tiền đâu? Hiểu biết nhiều. Hiểu biết nhiều đúng rồi. Em biết là ai không? Không biết ai hết hả? Siết mấy nghệ nhân siết á. Google. Trời ơi. Các bạn có thể chọn một trong những nguyên liệu sau để phun dầu hỏa, xăng, dầu đèn, xăng thường. À, có người kêu thổi lửa bằng dầu ăn nè. Được không? Dầu ăn cũng được đúng rồi. Dầu ăn được luôn mà cháy gì. Không chứ sao vậy? Có mấy lần mình đi tập. Mấy lần đi nướng đó. Ê. Còn một cách nữa, chúng ta có hai loại nè, một bột bắp nè, hai bột mì nè. Có sẵn đúng không? Thì giờ em thử bột bắp, em thử bột mì. Ngậm vô đây miệng đi. Wow. Ủa, bột bắp là cũng cháy nè. Nhưng mà em thấy cháy không? Phun bột bắp cháy được. Bột bắp ui sao hay vậy? Hay vậy? Hết hơi rồi, để ăn thử ha. Mà ăn bắp snack bắp hả? Bột bắp á? Bột bắp hay ăn snack bắp? Bột mì cháy không? Bột mì cháy không? Nắm mặt bây giờ. Ủa kỳ vậy ta? Tại sao bột bắp cháy mà bột mì không cháy? Đó. Nhưng bột mì bay ra đẹp lắm, bột mì bay ra rất là đẹp. Ờ không cháy. Rất là đẹp luôn. Wow. Ủa? Đúng là ca sĩ luôn á. Hơi dài. Ủa? Hai anh em đang làm gì đây? Thử dạ. Phun lửa. Dạ, phun lửa. Phun lửa bằng bột này á hả? Đúng rồi, phun lửa bằng bột này. Tự nhìn cái miệng ổng kìa. Lần đầu tiên thấy phun bằng bột này đó. Thực chất thì cái bột bắp mà khi mình ngậm vào miệng rồi đó, là cái bột nó cũng sẽ bị dính vào miệng. Đó là lúc mà mình thổi ra thì cái lượng bột nó đi ra không còn bao nhiêu hết. Còn trường hợp anh đã ngậm dầu vào miệng thì bao nhiêu dầu trong miệng nó đi ra đều ra rửa hết. Không vướng lại trong miệng mình. Nhưng mà ngược lại thì tôi thấy là nếu mà ngậm vào trong miệng nó sẽ gây bỏng. Rồi nhiều khi dầu dư là nuốt, mình nuốt xuống thì sao? Không, cái đó là do mình chưa luyện tập thôi. Cho dù có nuốt thì mình cũng nuốt một số lượng ít thôi, cũng không ảnh hưởng. Mới đầu thì em không biết là ngậm dầu đâu. Em mà ngậm cồn. Em ngậm bằng cồn. Thì cái cảm giác ngậm cồn như thế nào? Khó chịu lắm. Khó chịu hơn dầu hả? Khó chịu hơn dầu nhiều. Em nhớ đợt đó em diễn ở biển Vũng Tàu. Thì lúc mà ra biển á, gió nó rất là lớn. Và với lại nó không đi theo một chiều, nó đi rất là nhiều chiều. Cái đợt đó là em đang để này, em đã canh đúng gió rồi. Nhưng khi em vừa thổi ra một cái thì gió lại thổi ngược về. Là đợt đó là hơi bị phỏng về phần mặt này. May là mình cũng né được, nên là chỉ phỏng nhẹ thôi. Có nghĩa là cũng rất là nguy hiểm đúng không nè? Bây giờ mình hơi liều đó, liều lắm luôn á. Cái tiền mà em biểu diễn á, nó có trang trải được cho cuộc sống mình không? Về tiết mục xiếc này thì cũng ít người biết đến lắm. Và đi diễn thì người ta trả cho mình cát xê cũng thấp nữa. Do em đam mê thôi. Từ nhỏ là em đã thích xiếc rồi. Là bắt đầu năm 12 tuổi là đi học xiếc ở ngoài trường Hà Nội. Thì 5 năm em tốt nghiệp ra trường và em làm việc tới bây giờ luôn. Wow. Khi mà em phun ra cái chiều dài mà em phun xa nhất là tầm khoảng bao xa, em có đo được không? Cỡ phải cỡ 1.5m, 2m đó. Mình muốn hấp dẫn hơn mà làm một cuộc thi đi. Em thách anh với Đức Anh coi ai làm xa hơn. Chơi không? Ủa, chơi kì, anh vẫn chơi kì. Không lâu nào vậy? Khán giả hả chị? Khán giả trẻ. Này cao lắm. Này hơn, wow. Này hơn 3 mét luôn á. Ghê thiệt. Phun vào bột mì á? Bột mì an toàn. Cao mà. Cao lắm à, đâu có dở. Bự vậy. Cho cái thứ hai nó phụt rồi. Trọng tài, tắm đi. Thua xíu hay là thua nhiều? Thua hơn nữa.
em công tâm lắm. Trong một đêm em phải biểu diễn để phun lửa như này là bao nhiêu lần? Phun chắc cũng cỡ một chai, một lít rưỡi á. Dạ. Em có thể biểu diễn cho anh với Đức xem được không? Dạ được ạ. Được đúng không? Nói thêm là bạn này, bạn phun lửa là cũng tự học. Bạn đã thấy một người biểu diễn, xong sau đó bạn mày mò như chúng ta thấy là bạn dùng cồn trước. Ê, cuối cùng mình chưa có thử là rượu có được không hả? Thì rượu là mắc quá mà. Rượu thì vẫn được. Đế nữa. Phải một nồng độ nào đó cao. Phải nó giống như là cồn thôi. Làm em bất ngờ là một bát cũng làm bắt lửa rồi. Tại sao vậy? Thứ nhất là cái bột thì chúng ta thường thường là nghĩ là nó không cháy. Thường người ta lấy bột là dập lửa luôn. Đúng rồi. Mọi người đã xem là bột bắp và bột mì. Thì bột bắp nó cháy và bột mì không cháy. Nguyên nhân là bột bắp cái từng hạt nó nhỏ hơn là bột mì. À. Ở trong một cái bịch mình túc như thế này thì nó không cháy. Nhưng mà khi mình phun ra thì có nghĩa là khi phun ra thì những hạt bột li ti nó được phun ra không khí. Thì xung quanh từng hạt bột nó sẽ bọc ra những cái không khí oxy. Thì nó tiếp thêm oxy nhiều. Nó tiếp lửa một cái là nó cháy liền luôn. Đó là cái hạt bột bắp mà thì nó nhỏ nhưng mà hạt bột mì nó không cháy được là bởi vì nó còn sự kết dính và nó hạt bột nó bự hơn, lớn hơn hạt bột bắp cho nên nó không cháy. Về tính chất mà biểu diễn cho bạn bè chơi thì nó lại không có gây, có thể là gây hỏa hoạn được. Bởi vì khi mà phun ra thì nó cháy lên là nó tắt liền. Nói chung là cũng cảm ơn Thiên Vương một cái cái chuyến gọi là cũng rất là tìm hiểu nhiều. Tìm hiểu rất là hay. Cảm ơn Thiên Vương. Hay. Thật sự là rất là đáng nể với những công sức mà nghệ sĩ xiếc đã bỏ ra 9 năm trời và theo đuổi được cái đam mê của mình. Mặc dù là như anh Thiên Vương chia sẻ là cái nguồn thu nhập nó không quá cao. Gì vậy? Con khủng long của ổng. Anh quên. Rồi bây giờ là nhiệm vụ thứ hai thì sẽ rất là nôn nóng. Sẽ may có một chuyến hành trình như thế nào? Lá thư với nội dung như sau. Tôi là Võ Minh Đăng, 30 tuổi, ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Là một người rất mê phim nhất là các bộ phim hành động. Trời ơi, đọc mắc cười quá, đọc không? Đọc không có phải, không biết thả phải ở đâu luôn á. Lại nè. Tôi là Võ Minh Đăng, 30 tuổi, ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Là một người rất mê phim nhất là các bộ phim hành động. Tôi thấy trong những phim hành động có động tác kẹp cổ và hạ gục đối phương trong tích tắc rất hay và rất là nguy hiểm. Kẹp cổ bằng chân. Bạn bè tôi nói đó là những kỹ xảo của phim thôi chứ không có thật đâu. Các thám tử hãy kiểm chứng xem giúp tôi. Đòn kẹp cổ này là có thật sự là một đòn tấn công nguy hiểm hay chỉ là để biểu diễn cho đẹp? Và nó thuộc môn võ nào hay chỉ là một chiêu thức hư cấu được các nhà làm phim chế ra cho đẹp mắt? Mong các thám tử kiểm chứng giúp tôi. Kẹp cổ xong mới đưa nách lên. Không, ta kẹp cổ là vậy nè. Khi sau khi học được môn này, tôi học được cái thế đứng một chân. Nè, kẹp cổ lên nè. Quơ chân lên, kẹp. Sau khi nhận được nhiệm vụ này thì tôi đã đi nghiên cứu rất là nhiều tại các rạp chiếu phim cũng như các tiệm thuê phim. Liên quan gì? Ở từ phim mà. Và quá trình nghiên cứu của tôi đã dẫn tới một hành trình như sau. Đó, ông coi nè. Nhìn nó như vậy, đẹp thì đẹp thiệt á, nhưng mà thứ nhất mình nghi cái là không biết nó xuất xứ. Cái gì quen quá. Thôi anh Vân nè. Cái gì vậy? Tôi nói cái đồng chân đẹp. Cái bài lên hai cái chân kẹp vô cổ này đó đẹp. Nhưng mà mình nghĩ làm vậy cái đó vô tại hiệu quả gì đâu mà sao cũng có biết chút chút vậy đó. Cái nhân vật phụ trách nhanh vậy. Tôi xem phim tôi thấy quánh cho đẹp không à, chứ quánh thiệt là không. Tức là ý bạn nói là những cái thế đánh ở trên phim là không có hiệu quả và nó không có thực tế ngoài đời chứ vậy? Đúng rồi, sao thực tế được, đóng phim thôi mà. Rõ ràng một con người làm sao mà có thể nhảy cao thôi đã khó, làm sao mà nhảy rồi kẹp vô cổ được. Cái đó chắc chắn là có kỹ xảo vi tính nâng ta lên, giống như mấy lần mình dùng kỹ xảo đạo diễn biến mình từ này tới người kia vậy thôi. Thì nói chung là mấy cái đó có thể là do những người ta là nghiệp dư mới cần thiết những cái hỗ trợ về kỹ xảo chứ. Như mà những cái đòn thế của võ học thứ thiệt á thì dĩ nhiên là người ta sẽ làm được rồi. Mình thì là nghĩ đòn thế của võ sư thứ thiệt á là họ không có xài đòn đó rõ ràng là không có hiệu quả.
sau liền. Nhìn vô là thấy nó đẹp chứ nó bây giờ mày vẫn quyết quả quyết một điều là những cái đòn thế đó là không hiệu quả và không có thật đúng không? Đúng rồi, không hoa đẹp không có ăn được. Hoa đẹp là không ăn được đúng không? Ừ đúng. Vậy thì đi theo tôi, không có nói nhiều. Đi đâu? Ủa tự nhiên cãi, đi đâu chờ xíu. Lại mày ơi, mày nhây quá mày. Nghĩ sao mà được trời, người ta biểu diễn thấy đẹp vậy thôi chứ. Có, tôi nói thiệt, cái gì có cái đó. Nhưng mà rõ ràng tôi xem rõ ràng là biểu diễn không à. Ngày hôm nay tôi dắt bạn tới lớp Vô Việt Nam của đội tuyển thành phố. Rồi. Đây là cái nơi xuất phát được cái tuyệt chiêu kẹp cổ mà chúng ta đang coi trên phim ảnh. Rồi thì coi, để coi. Em xin phép. Đợi tôi. Dạ. Ủa đâu rồi? Thầy đâu rồi? À, thầy dẫn tôi vô cái nơi gì quánh lộn bên sân vậy? Chào thầy. Dạ, thầy. Em chào anh. Thầy bạn này là bạn không tin là cái đòn kẹp cổ là xuất phát từ võ cái lò nhỏ đó như là một trong phim hành động luôn á. Mình không có nói mình không tin là xuất phát từ mình nói là nó không có xài được trong thực tế. Rất hoàn toàn có thể sử dụng được. Hệ thống đòn chân của môn phái Vô Nam gồm có 21 đòn. 21 lần là những đòn có thể gọi là tuyệt chiêu của môn phái. Khi mình đánh nhiều đòn nhưng mà thực hiện cái đòn chân cuối cùng làm cho yếu tố quyết định và cái đòn đó có cái độ sát thương rất nguy hiểm làm cho đối phương phải gục ngay sau khi không thực hiện đòn đó. Thì cái đòn đó nó là đòn thiệt ha. Gãy cổ hả? Cái cổ của mình thì cái điểm yếu rất là chỗ cái giống như nếu mà muốn sát thương là sát mà trong khi đôi chân cái lực mạnh nhất của cơ thể mình sẽ là đôi chân. Thì dùng cái mạnh nhất của mình mà đánh vào cái yếu nhất thì chắc chắn nếu mà hiệu quả thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác như thế nào rồi. Nếu như mà mình lỡ mà mình có đánh trượt thì sao? Bởi các bạn muốn thực hiện động tác cho hiệu quả thì nó trải qua một quá trình tập luyện chứ không phải là ai cũng có thể đơn giản là thực hiện được cái đòn chân đó, mà nếu vậy thì nó sẽ không gọi là tuyệt kỹ. Và cái đòn chân này không phải là bất kỳ lúc nào chúng ta sử dụng được hết, chúng ta sẽ sử dụng trong những số trường hợp cố định. Ví dụ như khi mà thực hiện động tác đánh vào đối phương làm cho đối phương đau choáng váng hoặc là đang thể hiện một động tác ôm bụng ví dụ vậy, thì chúng ta sẽ nhanh chóng chớp lấy khoảnh khắc đó và thực hiện cái động tác kẹp cổ trước lên ngay liền, chứ không thể nào mà một người đang đứng vậy mình nhảy lên mình kẹp là sẽ thành công được. Đúng rồi, tại vì đâu có ai mà ra thực chiến mà đứng yên cho anh đánh đâu đúng không? Đúng rồi, cái anh thắc mắc là vậy đó, đâu có ai tự dưng ra ông đứng yên cho tôi bay tới kẹp cổ tôi giết ông liền, đâu có. Tại vì trong phim ảnh nó chỉ là cái kỹ thuật kỹ xảo nhiều, ngay cả diễn viên khi mà thực hiện học động tác kẹp cổ đó vẫn chưa gọi là tinh luyện. Ủa, chưa tại vì à? Muốn thực hiện động tác này thì phải trình độ cỡ như võ sư của Vô Nam thì thực hiện động tác nó mới gọi là hoàn hảo. Khi người đứng bình thường mình muốn kẹp cổ mình phải nhảy lên, nhưng mà để tập luyện thì chúng ta sẽ yêu cầu cái mục tiêu nó thấp xuống để chúng ta dễ dàng tập luyện hơn. Dùng chân chúng ta sẽ gác ngang vào trong cái cổ, tiếp tới là chúng ta sẽ chống tay để tạo cái điểm tựa, đồng thời cái chân còn lại chúng ta sẽ đưa lên kết hợp với chân là tay thành chân mà chân thành tay á, và đổi bờ và vặt nhảy đối phương. Thấy cái kéo xuống vừa, động tác cái kéo đó đúng rồi, chúng ta phải tập động tác thường xuyên đó là cắt kéo hai chân. Thì giờ trên lên một trình độ có bậc cao hơn, đó là chúng ta sẽ gác chân lên này rồi chúng ta sẽ nhảy lên luôn và chống tay đồng thời đè đối phương qua. Đó là cái bộ tiếp theo. Rồi sau khi mà thực hiện cái này thường xuyên thì giờ chúng ta sẽ là động tác nhảy lên kẹp cổ. Wow. Đó là động tác lẻ. Còn trong thực tế thì nó sẽ theo tình huống, trong quá trình người ta đánh mình sẽ lòn né và lên kẹp. Trong thân nhầm đông tế đó là mình phản như thế này. Đó là trong những đòn mà mình có thể là lách né và thực hiện luôn. Rồi xin mời May. Ủa, em trước à? Em đi trước đi. Rồi bây giờ cái chân mình sẽ gác lên cổ. Gác lên cổ. Đúng rồi. Rồi bây giờ chống tay kia xuống. Chống. Hai tay, cả hai tay. Ai. Và đau. Và rắc cái chân còn lại lên. Rồi chúng ta vọt qua. Rồi. Vọt qua. Rồi nhưng mà tư thế mình về thì quá xấu đi. Tư thế mình phải vững chãi lên. Vững sao rồi? Đánh vô bụng. Đánh vô bụng. Đúng rồi. Mình phát hiện ra một điều là lúc mà mình kẹp đối phương không đau mà mình đau là đau bắp đùi. Cái cơ mình tập chưa có được. Đúng rồi. Cái chân của mày phải siết thiệt chặt làm cho nó cổ của võ sư cứng nó một kẹp vô cái cảm thấy nó cứng nhắc như là cục sắt luôn. Rồi chống xuống là nhảy lên. Rồi. Nhưng mà Bazo thiếu quên một điều là hai chân không khóa là sẽ bị tuột. Đó. Khóa đây. Ok. Phải phá chân lại không rồi bị tuột. Chắc người ta cũng bầm dập như hai đứa. Xem nào. Nhưng mà trong quá trình nguy hiểm chú là xuống một tay sẽ nguy hiểm tại vì cái đồng tường mình đang rớt xuống mà phải bảo vệ mặt bằng hai tay, nhúng lên và nhảy bảo vệ bằng hai tay. Đi. Hay quá trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy đồng kẹp này hết. Trời ơi, kẹp từ vai mà kẹp xuống tới dưới. Bây giờ cố gắng là khi nhảy lên dùng hai chân thôi, tay hai tay mình sẽ bám chặt cái đất để bảo vệ. Rồi, thả tay chống tay. Đúng rồi, siết chặt chân đâu. Quá cũng được. Kết thúc đánh cho người ta nữa. Hay quá, lần thứ hai em biết nào rồi. Được, sao mày? Mấy tâm liệt. Không lẽ thua Bazo. Thử một cái nào. Mạnh dạn lên nào.
căn người ta. Nhảy, nhảy. Giống ở show lần thứ nhất. Dạ. Từ từ từ. Như hồi nãy á, cái lần thứ hai á, em tự tin em xả cái người em búng thật cao để em kẹp. Đồng thời là hai cái này tại vì em thường hay quên cái kẹp vô đây nè. Nhưng mà cái lắc người là luôn luôn là phải có. Ủa, nói chung là đòn này đòn chân cho nên sẽ dùng chân không dùng tay. Dạ. Tại khi mà chúng ta hỗn cầm hai tay thì chân chúng ta sẽ bị giảm cái lực, chúng ta không thể nào thực hiện hết cái sức mạnh của đôi chân được. Đôi tay chỉ là bảo vệ, khi chúng ta lót xuống là sẽ che chắn cái khuôn mặt của mình. Ráng một lần này nữa đi, may rồi Bazo với May cùng tập. Hả? Đâu này là tuyệt kỹ đó. Tuyệt kỹ của Việt Nam mà ngày hôm nay mình có cơ hội mình tập thì tại sao mình không làm? Bốn là phải dứt khoát, không có làm là sợ được. 1, 2, 3, nhảy, nhảy. Đúng rồi, chặt xuống vào. Dạ, cảm ơn thầy. Ở đây thì các bạn mới bữa đầu nó sẽ không thể nào thuần thục được. Thì hy vọng là hai bạn sẽ về cố gắng để tập luyện thêm, cũng như là sinh hoạt ở một câu bộ đó. Như vậy thì cái đòn của mình sẽ nhuần nhuyễn hơn, sẽ thành công khi mà mình muốn sử dụng. Cảm ơn các thầy rất là nhiều. Xin chào hai bạn. Đã trả lời giúp chúng em câu hỏi đòn kẹp chân rõ ràng xuất phát từ môn phái vô vi nạp. Và thực tế là có khả năng ứng dụng trong thực tế, với điều kiện là mình phải luyện tập, chứ không phải là khơi khơi mà làm được. Đúng, chính xác. Thôi bây giờ chúng ta sẽ trả thầy về cho dưới lớp và chúng ta sẽ tập riêng một chút xíu. À. Đi. Là 80kg mà nó đè 60kg đó hả? Dạ. Từ từ, quên rồi, sao mới đây quên rồi. Rồi. Em mới sáng tạo đòn mới không? Đòn mới. Tôi sáng tác cái đòn chân mới rồi. Đây là một đòn chân mới nè. Mà bây giờ á, mình làm ở dưới đất trước đi, sẽ là như vậy nè. À rồi, nè, rồi đó. Bay lên nè. Bay vô là kẹp. Bay vô kẹp nè, rồi đó. Quắn nè. Rồi đó, xoắn. Ê, ngược, xoắn ngược lại, xoắn ngược lại, xoắn ngược lại, xoắn ngược lại. Đúng rồi, xoắn ngược lại. Trời, xoắn nữa. Xoắn vậy là gãy cổ người ta đó ông ơi. À thì đúng rồi. Xoắn xong gãy cổ đối phương là được chính xác rồi. Bây giờ đổi ngược lại đi, tôi làm cho. 80kg mà ở đè 60kg thì mấy là 60kg nghĩ bật gì lên thì tôi ráng giữ thôi. Điên đi, cũng 80 nhưng mà kẹp ngang ngực đi cho dễ chứ kẹp cổ gãy cổ tôi kẹp ngang ngực nổi thử đi gì vậy nghĩ luôn cay suốt nghĩ luôn cay ta đã hạ gục được đối phương, ta là nhà vô địch. Yeah, nhà vô địch nhờ nặng ký. Trời ơi. Ê Hoàng Lắp Bơ, ra đứng chị làm cái con. Hả? Thôi, chị mặc váy thôi mà. Mình đổi sĩ thanh được không? Hoàng, bỏ qua cho chị đi. Chị đang mặc váy. Không, Hoàng kẹp chị tường đi em. Em kẹp chị. Hả? Thôi. Tệ, thiệt là tệ luôn á. Thằng May nó trời tệ. Trời ơi, chị phải biết là thật ra môn vô vi nam nó có tới 21 đòn chân lận. Mà 21 đòn chân đâu phải học đơn giản đâu. Người ta phải học từ Lam Đai, rồi... Huyền đai rồi hồng đai, ta phải học qua bao nhiêu đai người ta mới được 21 đòn chân, tụi em vô mới có 15 phút rồi. Thì thường đẳng em cũng phải được cái đai hồng chứ. Hồng là giỏi sư. Chị ơi, hồng là gần như cao nhất rồi, người ta học năm ta mới học được một môn đòn chân. Người ta 21 đòn chân thì em phải được nửa đòn chứ. Ít ra cũng được một cái đai. Được nửa đòn rồi chứ bộ. Đòn gì? Được một chân rồi chị. Một chân gác lên cổ người ta đâu đời nữa. Nói túm lại, bỏ Hoàng. Bỏ Hoàng. Em muốn em ra đây em với chị đâu. Bỏ đi cưng. Ra Hoàng. Trời ơi, vô Việt Nam ta đã học đâu phải là để khoe mẽ, học là để tự vệ. Ủa rồi, cuối cùng em có tới đó mà em hỏi lịch sử vô Việt Nam không? Theo em biết thì vô Việt Nam là một bộ môn võ khá là trẻ, mới được có 80 tuổi à. Sáng lập vào năm 1936 nhưng mà tới năm 38 thì mới được công khai. Tuy là nó trẻ tuổi hơn các môn khác nhưng mà được tỏa rộng ra toàn thế giới rồi. Phải hơn 60 nước. Ủa thế là cái của mình là xuất phát từ mình hả? Từ mình xuất phát từ mình. Võ Đạo. Vô Vi Nam là võ Việt Nam. Tên gọi khác là Việt Võ Đạo. Ồ, giờ mới biết. Cảm ơn. Sao có tên là Việt Võ Đạo là bởi vì sao? Bởi vì học Vô Vi Nam là tôn chỉ là vừa học võ thuật mà vừa học võ đạo. Hai cái phải đi song song với nhau. Được rồi, cảm ơn em. Vì sao chị có thêm một số những kiến thức. Dù chị có nhận được là em chỉ có nửa cái chân thôi. Đâu, em học được một thế tấn trong môn võ đó. Đi ra đi. Hạt tấn. À đó, hạt tấn. Đi ra đây. Có thể di chuyển bằng một chân. Thôi. Đó. Mới học tập mới học thôi. Ở trong clip có thấy hô hào mình 60kg nghĩ sao vậy? Ngờ, cái tướng lượng tài. Không ra vegan, trời ơi. Không, tại cái áo này hơi bó thôi, lần sau mà áo rộng hơn. Không có người sắc nào mà bị sắc phì giống như cậu á. Rồi, vậy thì chúng ta đã trải qua hai video clip và hai chuyến hành trình của anh Thiên Vương cũng như là May. Thì bây giờ đến với phần bình chọn thôi. Quan văn của tôi là không thích mấy môn dạy võ rồi. À, anh là quan văn hả? À, đương nhiên. Bữa nay quan võ nè. Quan văn thích phun lửa hả?
không thích múa lửa luôn. Rồi bắt đầu là chuyến đi hành trình của anh Thiên Vương về phun lửa. 1, 2, 3. Tôi cho đỏ là cho cái anh nghệ sĩ siết đó, anh rất là nhiệt huyết với nghề. Đạt hà. Rồi bây giờ tới chuyến đi của mấy. 1, 2, 3. Đánh vợ quá tệ. Ủa sao kỳ vợ? Cái này là dành cho mày. Học trong 15 phút cũng vậy được, cũng ngon rồi. Lào. Quá tệ. Nhiệm vụ của cậu, cậu không làm, cậu rủ ba Dô đi ha. Thì rủ đi chung với tôi. Thì lại hành lãnh mình, không chia cho ba Dô. Ủa ai nói? Rồi cuối cùng để cho ba Dô đè đầu cưỡi cổ lấy thịt đè người. Thì tôi cũng học được chứ bộ. Quá dạy dột. Quá dạy dột. Nói chung là tham tử tuần này đã thuộc về anh Thiên Dương. Ủa xin thật quá hiển nhiên. Trời ơi gì vậy? Bây giờ em trao cho anh thì trao con khủng long của anh. Rồi trao cho anh đi. Rồi cảm ơn anh. Cái gì vậy ông bị cho bệnh hả? Cho một chàng pháo tay. Trời ơi giờ có cái nhiệm vụ gì giao cho tôi không vậy? Không tôi gỡ tên tôi xuống khỏi cái bảng đó cho rồi. Nhục tôi là nhục. Đi quay tới trai trẻ rồi đi. Có nhiệm vụ liên quan đến trai trẻ. Có ngay cho chị. Thôi không liên quan tới tầm được. Cái gửi chương trình du lịch kỳ thú. Tôi là Trịnh Quốc Thái, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm vừa rồi tôi đến thăm nhà một người bạn, tình cờ nghe con ấy đọc thuộc lòng Bình Ngô Đại Cáo, Hịt Tướng Sĩ, nhiều câu trong truyện Kiều và những tác phẩm văn học khác. Đây đây, văn học. Và đúng. Tôi còn rất bất ngờ hơn là khi biết bé chưa biết đọc. Ghê vậy. Chưa biết viết luôn. Trời. Tôi cảm thấy rất thú vị nên mong muốn chương trình có thể tìm hiểu trường hợp đặc biệt này đến đông đảo khán giả được không? Bác dạy tường đi. Anh cứ bình tĩnh, em sẽ phân giải. Bây giờ em sẽ đọc lá thư thứ hai, có nội dung như sau. Chào chương trình du lịch kỳ thú, em tên là Nguyễn Thành Long, hiện tại là sinh viên trường Hutech. Bản thân em cũng là thường sinh hoạt văn nghệ phục vụ ca hát trong trường nên cũng rất thích ca hát. Hôm nay em vừa phát hiện ra một loại vũ khí bí mật có thể củng cố giọng hát, giúp em hát hay hơn. Miro hả? Được biết anh Thiên Vương là một ca sĩ chuyên nghiệp, em muốn đích thân gặp mặt và thách đấu giọng hát với anh ấy. Wow. Em tin chắc rằng với loại vũ khí bí mật này em sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp như anh ấy. Thách đấu anh Thiên Vương. Ghê. Ca hát. Ghê chưa anh Thiên Vương, người thách đấu ca hát với anh Thiên Vương luôn. Phải sợ không bạn Vương? Thì giờ hên xui biết sao giờ, biết đâu bạn nói hát hơn, hay hơn không chừng. Không lẽ ta thách đố mà không nhận lời nhảy thôi. Tự nhiên, cho nên em phải đi đại chỉ định em rồi. Sao rồi phân đi. Nhiệm vụ thứ hai là anh rồi chắc chắn rồi. Nhưng mà nhiệm vụ thứ nhất là chị Tường đi. Vấn đề là chị Tường có thuộc cái gì Bình Ngô Đại Cáo không cho nó đi. Thuộc không hả? Đọc miếng xem. Bình Ngô Đại Cáo hình tướng sĩ gì cũng thuộc hết trơn á. Thôi bây giờ chị nghĩ nè, ghét không cần đi luôn. Bây giờ mình phải lựa một cái đứa nào mà dốt nhất về văn học cho nó đi, cho nó bị nhục. Nó nhục mặt với đứa con nít. Thôi em không có dốt văn học. Ủa vậy là em là quan văn rồi. Thì nhắm tới ai em vậy? Em không quan giỏi nhưng em là quan văn. Đứa nào mà dốt văn học quay thì chở nó đi làm việc chứ đừng có sao sao giống nhìn cái tài dốt nhất kìa. Ba Dư. Mũi tên chỉ ba vô không kìa. Mũi tên nó để sẵn. Bác rồi, luôn. Lấy đó. Đi luôn. Định mũi tên xác định. Cái đó là thuộc là định mệnh. Đây là lỗi của định mệnh. Cuối cùng nhiệm vụ đó thuộc về ba Dư. Thành giá. Và xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ các thám tử rất là vui nhộn của chúng tôi vào 22:45 thứ năm tuần sau trên kênh HTV7. Nếu như có hoạt động bơ thì cứ bật coi suốt đêm, còn nếu như không thấy thì có thể chuyển kênh hoặc đi ngủ. Và nếu có một yêu cầu nào đó với các thám tử thì các bạn có thể gọi hotline tới chương trình là 0989 089 413. Và đừng có yêu cầu hoàng rapper. Quý vị cũng có thể theo dõi trên kênh fanpage của Du lịch Kỳ Thú hoặc là YouTube MCV Media hoặc HTV Entertainment. Và đừng quên nhấn subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.